chắc còn mấy phút nữa hết vòng 2. Con 75 này nó chơi gần giống với con Ngọc Trinh này, con Ngọc Trinh đuôi nó không ngắn, không dài như thế này. Con này dài, đuôi dài. Con này nó dài gần bằng con Mạnh Minh. Anh chăm đuôi nó dài thêm một phần. Con này dài lắm. Quay vòng 1 vòng 2 thôi, xong rồi để không quay nữa, để ngắm chim. Quay cũng nhìn được chim.